Sài Gòn Len Nhân Trạch TV kính chào quý anh chị. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý anh chị tiến độ thi công và các thông tin liên quan đến đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, hạng mục cầu Nhân Trạch. Nhà thầu đang bứt tốc thi công cầu Nhân Trạch kết nối Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh để đưa gói thầu về đích sớm hơn 4 tháng. Vào ngày 9 tháng 5, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết đã có báo cáo gửi Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải về tình hình triển khai dự án thành phần 1A của đoạn Tân Vạn Nhân Trạch giai đoạn 1 thuộc dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, tính đến đầu tháng 5, tổng giá trị thi công của hai gói thầu xây lắp thuộc dự án đã đạt gần 1,4 ngàn tỷ đồng trên tổng giá trị gần 2,7 ngàn tỷ đồng, đạt gần 51% giá trị hợp đồng. Đường dẫn đầu cầu bên phía thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu thi công lao lắp dầm cầu. Trong đó, gói thầu CVK1 xây dựng cầu Nhân Trạch dài 2,6 km có giá trị hơn 1.600 tỷ đồng do nhà thầu Kumho ENC thi công, đang được đặt mục tiêu rút ngắn thời gian hoàn thành. Cụ thể, gói thầu được khởi công vào ngày 24 tháng 9 năm 2022 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 8 năm 2025. Tuy nhiên, hiện nay nhà thầu đang đặt kế hoạch rút ngắn để hoàn thành vào ngày 30 tháng 4 năm 2025. Đối với gói thầu CVK2, thi công đường dẫn hai đầu cầu, dài 5,6 km có giá trị hơn 1.000 tỷ đồng do liên danh nhà thầu Đông Bu Corporation, công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCNENC triển khai. Gói thầu được khởi công vào tháng 5 năm 2023, thời gian thực hiện hợp đồng phải hoàn thành vào tháng 9 năm 2025. Đến nay, gói thầu CVK2 thi công đường dẫn hai đầu cầu chỉ mới đạt 20,72% kế hoạch, chậm so với yêu cầu. Nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ là do phía Đồng Nai bàn giao mặt bằng chậm và khó khăn trong công tác huy động vật liệu cắt đắp nền. Theo thiết kế, dự án thành phần 1A có chiều dài khoảng 8,22 km, bao gồm đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh, nối với nút giao cao tốc Long Thành Dầu Dây dài 1,92 km và đoạn qua Đồng Nai dài 6,3 km. Tổng mức đầu tư dự án này là gần 7.000 tỷ đồng. Đường vành đai 3 không chỉ mang sứ mệnh chia lửa áp lực giao thông nội thành của thành phố Hồ Chí Minh mà còn gia tăng kết nối vùng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế chung của cả khu vực Đông Nam Bộ. Riêng cầu Nhân Trạch, đây sẽ là cầu đường bộ đầu tiên đảm nhận sứ mệnh kết nối trực tiếp huyện Nhân Trạch với thành phố Hồ Chí Minh, giúp cho việc di chuyển, giao thương giữa hai địa phương thuận lợi, dễ dàng hơn. Cầu Nhân Trạch cũng là một công trình rất quan trọng, nhận được sự quan tâm rất lớn từ người dân hai bên bờ sông. Và đây cũng là một dự án điểm được lãnh đạo địa phương, chính phủ rất quan tâm và thường xuyên đến công trường động viên vào các dịp lễ Tết. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho anh chị trong quá trình đầu tư tại Nhân Trạch. Nếu cần thêm thông tin chi tiết hơn, anh chị hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tận tình. Đừng quên đăng ký và theo dõi kênh chúng tôi để không bỏ lỡ những video hữu ích nhé. Công ty bất động sản Sài Gòn Land, kiến tạo giá trị thịnh vượng, cam kết đồng hành cùng quý khách hàng trong suốt quá trình đầu tư.